Ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm ngày thứ hai đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trước đó, trong phiên xử sáng ngày 5 tháng 3, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo. Có 79 trên 86 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tinh thần ổn định, còn bị cáo Chu Lập Cơ được các phiên dịch dịch lại và cũng cho biết sức khỏe ổn định. Tại phần thẩm tra lý lịch, ông Nguyễn Cao Trí cho biết mình bị chấn thương cuộc sống. Theo ông Trí, trong vụ án, ông đã hợp tác với cơ quan điều tra và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại nên xin vắng mặt trong các buổi xét xử tiếp theo. Đến chiều ngày 5 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài 160 trang. Đến 17:30, Viện Kiểm sát đã đọc hết trang 43 bản cáo trạng thì hội đồng xét xử cho tòa tạm nghỉ. Cơ quan chức năng xác định trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Ngoài các tài sản đã bị kê biên, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô la và 10,2 triệu cổ phần SCB. Cáo trạng xác định, ngoài trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 bị cáo trốn truy nã, thì 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Trong đó, rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng bị cáo Lan, đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cháu bị cáo Lan, nộp gần 1,1 tỷ đồng và 3.000 đô la. Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng SCB, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB, là người nộp khắc phục nhiều nhất với 20 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, đã trả cho Ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với hai khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Bị cáo Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, vợ bị cáo Trước và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn còn nộp khắc phục cho bị cáo Trước tổng cộng 52 tỷ đồng. Nhóm bị cáo từng công tác tại Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, gọi tắt là Cục 2, đã nộp 4,8 triệu đô la và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng, có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, đã nộp 390.000 đô la. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella, người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, đã nộp hơn 657 tỷ đồng và 3,3 triệu đô la, tương đương khoảng hơn 82,5 tỷ đồng. Nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, theo hồ sơ, các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô la và 10,2 triệu cổ phần ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả. Bên cạnh các bị cáo đã nộp tiền khắc phục trong quá trình điều tra, truy tố, thì nhiều bị cáo khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả của vụ án. Trong quá trình điều tra, ông Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có đơn xin khắc phục một phần hậu quả là số tiền trong hai tài khoản ngân hàng của bị cáo này, khoảng 500 triệu đồng. Trước ngày mở phiên tòa, chồng của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, đã làm đơn xin thay mặt bị cáo nộp 300 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả đã xảy ra. Vợ bị cáo Dương Tấn Trước cũng gửi đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả. Theo đó, bà cho biết, ngoài những khoản tiền đã nộp, bà đã tự nguyện khai báo các khoản tiền trong ngân hàng cũng như các khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phong tỏa số tiền mặt 1.965 tỷ đồng và kê biên các bất động sản là tài sản chung của vợ chồng bà và tài sản riêng của bà. Theo bà, bốn bất động sản này có giá trị hơn 629 tỷ đồng.